Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái chợ nổi Long Xuyên nha. Đây là một cái chợ nổi nhỏ hơn các cái chợ nổi ở bên Cái Răng hay Cần Thơ, nhưng mà hoặc là chợ gạo, nhưng mà bây giờ cũng là ở Long Xuyên cũng có một cái chợ nổi, để bên coi thử nha. Đây là bến đò nằm gần chợ Long Xuyên nha quý vị các bạn. Bến phà Ô Môi. Mấy ngày nay có những chủ đò ở đây, người ta sẽ hỏi mình đi chợ nổi. Đò về Chi Tôn. Chiếc này hả? Dạ. Ủa. Đi qua Bắc Tôn luôn. Đò gì? À, đi qua đền thờ Bắc Tôn luôn. À. Okay. Đi chợ nổi Bắc Tôn luôn. Trời ơi, quay cái nói đi người ta. Nay giờ đò về đâu vậy? Dạ. Giờ đi đâu? Dạ mình đi chợ nổi trước anh. Chợ nổi rồi đi đâu nữa? Đi lắp Bắc Tôn. Dạ. Thờ Bắc Tôn. Chợ nổi đi bán gì chị? Bán đủ thứ cho cơ bản đồ ăn đầy đủ hết. À. Anh ăn gì ăn gán hay là ăn dạ dạ dạ. Khách Hồ Chí Minh cho bà Hà làm giữa làng. Ồ, kiến trúc của chợ Long Xuyên đẹp quá. Đây, ở bên kia là kiến trúc chợ Long Xuyên. Chợ Long Xuyên xây dựng giống hình Bắc Quái. Đây có bến đò Ô Môi nè. Bến phà hả? Này bến phà Ô Môi. Nhìn chợ Long Xuyên rất là rộng luôn. Ồ, cây dừa. Đây là sông Hậu, thì hai bên bờ sông Hậu có phà lớn đi qua nữa nè quý vị các bạn. Phà. Chợ trên sông cái dừa. Ở đây một ghe bán dưa hấu nè. Trên ghe cũng có cái tủ lạnh để đựng đá, chứa đá để bán nước giải khát.
đâu lên bán vậy chị? Vườn anh. Vườn à? Vườn ở đâu? Dừa này là ở đâu? Dừa Sóc Trăng á anh. Dạ, à, dừa của Sóc Trăng. Thấy có dừa, dưa hấu, chuối rồi nhiều ha. Dạ. Yeah. Bạn hàng mua rồi. Dạ, đó. Dạ, dạ. Ủa chị mà ở đây mọi người bán dừa ở đây bao nhiêu mà một vài chục vậy? Chục mười hay mười hai? Đêm thì những chiếc xe này nó tụm lại thành cặp vài hai ba chiếc để giữ ổn định cho cái chiếc ghe nó không bị rung lắc nữa, quý vị thấy không? Trời lúc 6 giờ 10 nha mọi người. Bình Minh dậy chưa anh? Bình Minh đang dậy kìa mọi người ơi. Kéo Bình Minh đi. U tô lại đổ nước lèo xuống sông nha quý vị chứ không gì đâu nha. Đây là quán cà phê bên sông. Ghe cát nữa nè, một cái xe bán nước nữa nè. Người miền Tây uống cà phê đá có đường rất là nhiều nha, nó thấy một cái xô đường này. Mỗi ghe đều có một cái tủ lạnh hư để chứa đá. Bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? 10 giờ nghỉ hả?
10 giờ nắng lên là nghỉ đúng không? Được. Nay bán được bao nhiêu ly rồi? Sáng giờ. Dạ. Yeah. Ok. Có ai đang nói nữa nè. Dạ. Chạy đò lâu chưa anh? Chạy này mấy năm rồi? Mấy chục năm rồi. Dạ. Dạ dạ. Năm sáu mấy rồi? 61 rồi. Anh chủ đò ở ngay bến phà Ô Môi này quý vị các bạn ơi, mỗi lần mà có nhu cầu đi đò thăm Chợ Nổi Long Xuyên thì liên hệ ảnh nha. 0948016031. Đúng không anh? Phải số điện thoại đúng không? Ăn cái nuôi đi, ngon lắm anh ơi. Ghé cho lại ăn đi. Nuôi ta đi mất tiêu rồi. Nếu mà đi đi đò em ở đây thì coi như mà thằng hỗ trợ vậy thì em hỗ trợ cho thằng mày. Yeah. Tại vì mình đã sống nước trong nước này mình sống đã lâu rồi. Yeah. Tất cả những gì hoạt động lên trong nước thì mình đã rành ra. Yeah. Cho nên mà sống là ở đây là làm từ 7 tuổi rồi. Hai bắt đầu đi đò từ 7 tuổi. Đi đò hồi năm 27 tuổi, năm nay là 61 tuổi rồi. À. 27 tuổi đi đò. Thằng biết cái gì thì hỏi cho mình hỗ trợ cho phần đó. Anh có nhà ở trên bờ không? Dạ dạ, anh có cái nhà ở khu dân cư á. Ở khu dân cư. À, sáng thì chạy đi làm tới 5 giờ chiều cái đậu xuồng ở cái bến phà Ô Môi đó. Yeah. Rồi cái mình đi xe về trống. Cái sáng 5 giờ rưỡi cái 5 giờ rưỡi cái mình chạy ra đi làm. Bây giờ cái ngày sông nước này ngày có ông bà ngày xưa tới giờ để lại cho mình không có bỏ được. Yeah. Cứ đeo hoài vậy đó. Cảm ơn anh tên gì? Anh tên gì? À, em tên Nguyễn Văn Cho. À, Nguyễn Văn Cho. À. Cho tặng ai chứ không phải cho à, Nguyễn Văn Cho. À, cho tặng. Cảnh rất là vui nhộn à, mọi người đi sau Tết thì mọi người vẫn đi du lịch tham quan Chợ Nổi Long Xuyên, đi trong cái tour đi chùa Bà. Cái ghe mì xào đó tên gì anh? Tên gì cái chị sao? Tên Sang hả? À, cô Sang. Bún thịt xào hả? Thịt xào. Ok, bún thịt xào. Theo như anh cho biết là coi như là bán cũng ngon, có tiếng ở chợ Nổi Long Xuyên anh. Ngon mà rẻ nữa. Ngon mà rẻ nữa. 15.000 một tô hả? À? Ồ, rẻ quá. Dạ. Cái này mở
quăng dây neo đậu vô nè. Mở luôn đi thấy, mở luôn đi thấy. Rồi chống sao quá à. Rồi sau khi tàu cập bến sẽ thấy những cô gái rất mặc áo bà ba rất là xinh đẹp. À dạ chị xin lỗi, những chị gái chứ không phải cô gái. Ở đây mày câu ra đẻ đẻ đẻ. Câu cái gì kìa? Dụng dây kìa. Dụng dây kìa. Thôi la không ai đụng mà nghe. Đẻ có thua. Đi ra ông ơi. Vô đây luôn, vô đây luôn. Vô luôn. Bạn ăn sáng luôn đi, ăn sẵn luôn đi. Kéo vô, kéo mấy cô gái vô tới đây. Kéo mấy cô gái tới đây. Kéo mấy cô gái tới đây quay phim coi. Cứ thấy là gỡ neo lên đi xa hoài. Ồ gì ơi, thấy không? Ôi toàn người đẹp không luôn á, trên sông luôn á, không ngờ luôn á. Này ông chở toàn người đẹp không á, đâm ra là ông quýu chân cẳng gung 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 hết trơn kìa. Cái gì vậy? Trời ơi trời. Hết nó làm người bảo xíu có chút xíu. Chết. Sắp hết đồ ăn rồi nè, qua đây ăn đi gì về. Mấy cái đợt mà khách để mà khách quen á. Dạ. Cái mà mình tập tập làm cái mình cắt cái thùng cho kéo ra ngoài này, cái nó quậy cho rồi cho ấm. Dạ. Chung là đi ra không ai đi khỏi cho đi nhà là ghé đi ra ghé một cái hồng trần cũng quản ăn là cũng biết liền à, cứ mang một ngọt nhừng biết. Dạ dạ ghe hủ tiếu mì nuôi cà phê bún xào thịt xào tôm xào. Rẻ mà ngon. Rồi bay chị nha. Rồi.